Xin chào quý cô bác anh chị nhé, trở lại với kênh của mình nhé. Lại tiếp tục đi chờ cái trống cho Mai Bác. Để tiếp tục rồi, cái trống đây, Mai Bác vác ở đây, còn chưa có đường. Đây, một đồi keo. Còn đồi bên này là khai thác rồi, này, trồng cây mới. Nắng chói quá. Đấy. Bên này. Ôi, keo đây. Mình về đi vào rừng xem nhé, xem bà đang phát đây. Đây mọi người, đây này là cây mỡ nhé. Hôm này rộng lắm. Bà đang phát gốc, gốc để cho mấy anh em chặt này. À, đang mài nói chuyện. Chào các bà nhá. Cháu vâng. Ai ra cô keo cũng to phết đấy. Mỡ 7 năm rồi còn bằng này. 7 năm rồi à? Bán rồi, phát xong là bán rồi. Đấy. Bán rồi, bây giờ phát gốc là bán rồi. Đấy, mới bảo phát gốc xong rồi sau này đều phải phát thôi, mọi người. Không chặt cây xuống là để hết nên là lúc đấy là làm hơi khó này. Phải đấy, mới lâu lên phải đấy. Ờ, lính lắm á. Lo quá thì cũng sợ. Đấy, mọi người đi xem bác chặt nhé. Đây là vào mùa cuối năm. Chào giám đốc nha. Giám đốc Long. Giám đốc Long lại lôi hai bà về đây rồi, tiếp tục rồi, lại mệt rồi. Tiền không để đi đâu đi được. Hôm nay máy mình đấy. Hôm nay máy mình đấy. Năm mình à? À xếp thường à? Thế còn ông Ngọc đâu rồi? Ông Ngọc lại đi đâu đi? Làm rồi là toán à? Đấy, hôm nay xếp thường đấy, đầu tư mua mới này. Ừ.
Đợi mấy hôm nữa làm đường lên đây đỡ phải vác rồi. Đang làm à? Ừ. Cái này không phải trống á. Trong khi đợi các bác vác cây trống mình đi sang đổi bên này xem. Hôm bữa chưa được phát này. Ngày phát rồi. Mùa này có ông đất nhưng mà khai thác. Mùa này hết là hết mùa ông đất chưa nhỉ? Vậy cho thấy một thấy giống như kiểu nó đào đất nhưng mà chả thấy mẹ đâu được nhỉ? Nhá. Có lấn xoăn một tí. Và xe vậy à? Ừ. Thế hôm qua chỗ kia được bao nhiêu? Bán cho thằng kia 4 triệu, 4 triệu dưới không lấy. Hôm qua vẫn bán được 6 triệu. Không. Thôi nha. Cả xe chiều 6 thì nữa vẫn được 6 triệu 6. Ừ. Vẫn còn 40 cây cây trong thì nó bong luôn. Một bóng rồi. Nghe được 200 cái chưa? Cũng nọ 100 mà được còn nào? Mèo. Biết đấu. Lấy xếp lên thùng luôn thôi. Lấy giải rác rồi. Ừ. Được, trong được. Hả? Trong được luôn. Không được đâu. 100 thôi nhỉ. 100, 120 mới được. Ừ. Thế nó lại bảo lấy bao nhiêu cái tiêm? 200. 200 thế chưa đủ đâu. Cái hơn hơn 100 rồi. Ừ. Còn cái kia nhỏ hơn. Cái hôm trước kia chẳng cái đẹp hơn, cái thằng kia to, còn thằng hơn nhưng mà nó hơi bé. Ừ. Cái kia cái ngọn không cắt. Cắt đi cho nó đỡ xấu. Ờ đấy cắt đến đấy đi. Đi bắt đi. Đấy đấy, cắt đến đấy đi. Được mà. Ui. Cái trống làm gì, cái này nó đi tận dụng cắt đi là củi thì cắt đó. Cắt. Làm gì trống 4 mét nhỉ? Ừ. Không, cái trống nhà nó thì không bao giờ đến 4 mét đâu, nhưng mà bình thường nó được cúi. Bình thường là nó không phải 4 mét, hơn 4 mét đấy. Nhà ấy phải nhà thì... ừ. Làm nhà sàn này nó không đến đâu. Đi xe không chắc không đến đâu nhỉ. Hả? Tôi mua phân. Biết được trăm cái không? Chắc không được. Được. Nhưng mà cái vẩu nó để không được lâu rồi. Nhà ông chú mình thì cũng có, nhưng mà nhà ông chú mình thì mình cũng không biết nói thế nào. Ông chú bảo là đợt trước mua đắt rồi, bây giờ ông cần dùng làm củi. Quay cái đầu gốc to vào là được mà. 16.000 thì mình cũng nghĩ thế nào. Thế thì nó chuyện gì? Mình cũng chả biết nói thế nào cho nó vừa. Mẹ mua cái mới nó không nét bằng đấy đúng không? Ông đợt trước mua phụ huynh là 16.000 một cây. Mà cái đấy nó tính cả tiền cước luôn. Ở trên đấy thì ông mình mẹ cho thanh lý cho ông tầm độ 10.000 chất. Nó thật thì cả 10-12.000 tớ hot mấy trăm cây luôn. Nhưng mà thế nó. Ông chú nhà mình thì mình cũng chả biết thế nào. Ông đã dùng xong rồi bán theo cái giá gốc thì mình cũng chả biết cả thế nào. Ừ.
Ở dưới không đủ tiền đây, lên đây bốc tiếp này. Và dài quá mình thì cho đua lên đầu. Không thì rất khó luôn. Cắt lấy một cây làm cứ. Được ạ. Để sao xếp cái gì mà giữa lóng lóng đấy, sẽ biết buộc nó ở không? Xếp xếp cho nó vào giữa giữa chứ nó buộc gì? Cái có cái đủ mà. Kéo trước thử xem. Tôi cho phép mình thúc video tại đây nhá. Hẹn gặp lại quý vị các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.